Ngày năm, yêu thương bản thân cách tích cực. Khi ta cố gắng tha thứ và chấp nhận chính mình, điều tốt nhất là cố gắng diễn đạt nó bằng những dấu chỉ. Những dấu chỉ đó phải thể hiện bằng tình yêu và lòng thương mến chính mình. Vì chính khi đó, nó giúp ta cảm nghiệm những cách thức khác nhau về tình yêu của Chúa Thánh Thần. Một cách để diễn đạt nó là tránh bất kỳ sự lạm dụng nào, chẳng hạn như xúc phạm chính mình. Đừng quá chú tâm đến ngoại hình, xâm hại đến cơ thể của chính mình, như ăn uống quá đà, rượu chè, thuốc men, ngủ quá mức. Bởi vì đó không phải là một người thuộc thần khí. Có một cách khác, tích cực hơn để giúp chúng ta dành cho mình những thú vui nho nhỏ mà không cảm thấy tội lỗi. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa dựng nên mọi sự để chúng ta có thể vui hưởng. Ví dụ, bạn có thể cố gắng ăn uống một cách chậm rãi, thưởng thức món ăn ngon. Bạn có thể tặng cho mình một kỳ nghỉ thật sảng khoái, không cần bận tâm phải làm gì sau đó. Bạn có thể làm một chuyến dã ngoại với bạn bè như một món quà yêu thương của Thiên Chúa và cảm tạ Ngài trong lời cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể thể hiện nó bằng cách massage, cải thiện căn phòng nơi chúng ta đang sống, dừng lại để chiêm ngưỡng những điều chúng ta đã làm tốt. Không đủ để chúng ta tha thứ cho chính mình trong lời cầu nguyện nếu chúng ta không tạo ra một cách để yêu bản thân mình trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng là tình yêu vô hình, cũng muốn làm cho chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Ngài trong con người chúng ta. Nhưng để làm được điều đó, Ngài cần những người khác và cũng cần chính chúng ta.